Chào mừng các bác anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Rất hân hạnh được gặp lại các bác anh em trong buổi chiều của ngày hôm nay. Trước mặt các bác anh em là một sản phẩm về loa siêu trầm mang thương hiệu của JBL. Xin mời các bác anh em hãy cùng ngồi lại đeo tai phone vào. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức chất âm, đồng thời sẽ cùng nghe phần giới thiệu của em về đôi loa của trầm JBL này. Trước tiên xin mời các bác anh em hãy cùng ngồi lại cho em một cái like, và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh bên phải, sau đó bấm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất bên em nhé. Cảm ơn các bác anh em rất nhiều. Rồi quay trở lại với sản phẩm của ngày hôm nay. Đây là một siêu phẩm về loa siêu trầm mà em giới thiệu cách đây khoảng 1 năm rồi, nhưng bẵng đi một thời gian rất là dài và do bận rộn công việc nên chúng em không có thời gian để giới thiệu cho các bác anh em. Nhưng mà hôm nay quyết tâm làm lại một video mới để giới thiệu các bác anh em một sản phẩm với vóc dáng rất là nhỏ gọn, bát 30, súp điện, có thể đánh được trong không gian gia đình và chơi được rất là nhiều thể loại nhạc khác nhau. Nếu như anh em đang tìm sản phẩm mà chơi được karaoke này, nghe nhạc này và giải trí trong gia đình, chúng ta có thể xem phim nữa cũng được, thì là đây là một trong những lựa chọn rất là tuyệt vời cho các bác anh em. Một thương hiệu đến từ JBL của Mỹ. Tuy nhiên phiên bản này được sản xuất tại Trung Quốc và xuất đi rất nhiều nước trên thế giới. Nó có thể xuất đi châu Âu, châu Mỹ và Canada. Đặc biệt là khu vực ở Đông Nam Á chúng ta nữa, là những khu vực mà chơi karaoke và nghe nhạc rất nhiều trên thế giới, cả Trung Quốc nữa các bạn ạ. Và phiên bản này đủ tiêu chuẩn để xuất châu, thì các bác anh em có thể cảm nhận được, có thể thấy được là chất âm của nó thì thuộc hàng VIP rồi. Và với thiết kế thì xin phép được giới thiệu lại các bác anh em thiết kế ngoại hình của nó. Thì chiều rộng của nó khoảng tầm 37 cm, rất là nhỏ gọn thôi nhé, chỉ hơn một gang tay một chút xíu thôi. Chiều cao là 51 cm và chiều sâu là 38 cm, với thiết kế là lỗ thông hơi mặt và bát úp đất. Bát đánh dưới đất nó sẽ lan tỏa và kết hợp cùng với cộng hưởng cùng cái mặt sàn, nó sẽ tạo ra một cái chất âm rất là đặc biệt. Một lỗ thông hơi trước mặt nó cũng có một cái hơi hướng, một chất âm của bát mặt kết hợp cùng với bát úp đất nữa, một cái thiết kế rất là tuyệt vời. Mà hiện tại JBL là người đầu tiên tiên phong thiết kế ra những dòng loa súp như thế này. Ở phía trước nó có một cái logo màu vàng, một lỗ thông hơi được mạ chrome rất là đẹp, sáng bóng. Mặt thì mặt đen mờ và hai bên cạnh là màu gỗ cực kỳ sang trọng. Dưới bốn chân rất là vững chãi. Xin phép được quay một vòng cho các bác anh em cùng chiêm ngưỡng về bên ngoài của nó đã nhé. Anh em nào mà đang xem video này thì có thể đeo tai phone và chúng ta cảm nhận chất âm. Hiện tại thì em đang chơi với một cái điện thoại kết nối trực tiếp thôi, không có các loa hỗ trợ bên ngoài nữa. Đó, với thiết kế rất là nhỏ gọn xinh xắn nhưng chất âm thì tuyệt vời các bạn. Chất âm thì nó đánh rất là sâu, mềm và rất là có lực các bạn. Và hiếm có những dòng loa trầm nào có thể đạt được sự tinh tế như này. Bát đánh sâu nhưng mà rất là gọn. Đặc biệt khi chúng ta phối hợp với các bộ dàn karaoke hoặc nghe nhạc, nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm phần hưng phấn hơn rất nhiều. Vì như các bác và anh em biết, đó là cái giải trầm ấy, giải siêu trầm là một giải rất là quan trọng trong âm thanh, trong các tần số. Thì giải siêu trầm giúp cho cái cảm xúc chúng ta nó được giữ đều đặn, nhịp nhàng. Và thứ hai nữa, khi chúng ta hát karaoke ấy, nó sẽ không làm cho chúng ta bị lạc nhịp, tức là hát sẽ đều đặn và đúng nhạc hơn và nó sẽ hay hơn, và đương nhiên là hát cũng sẽ phấn khích hơn rất nhiều. Phiên bản này thì với giá hiện tại bọn đang công bố là 4 triệu đồng, và giá có thể thay đổi tùy theo thời gian, tùy theo thời điểm và vị trí địa lý khác nhau thì giá vận chuyển nó sẽ khác nhau. Và mọi chi tiết về những thiết bị về loa trầm thì hoặc là những thiết bị về karaoke, những bộ karaoke giá rẻ bình dân, các bác anh em vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình: 0975386726 hoặc 0963866622. Địa chỉ của chúng em là 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và các bác anh em nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh của chúng em, thì chúng em còn giới thiệu rất là nhiều những sản phẩm tiếp theo kia nữa. Ở phía xa kia đang chờ đóng hàng gửi đi, nhưng mà lát nữa bọn em sẽ làm một video nữa, giới thiệu lại cho các bác anh em những sản phẩm về loa trầm tương tự như vậy. Trước tiên quay về lại với video ngày hôm nay, loa trầm ngày hôm nay. Phiên bản này là phiên bản JBL 835 25 mã. Xin phép được quay về phía sau để giới thiệu các bác anh em cách kết nối cũng như cách vận hành. Về cách kết nối thì nó rất là đơn giản. Hiện tại em đang chơi với một cái điện thoại thông thường kết nối với internet, thì chúng ta chỉ đưa loa trầm vào đây thôi qua cổng tai nghe và rất cắm hoa sen, chúng ta thấy được. Đeo tai nghe và cảm nhận được các bác và anh em nhé. Rồi, cái đường đưa vào thường thường thì các bác anh em sử dụng đường line in, đường hoa sen này, ta gọi là đường AV cũng được, gọi là đường hoa sen cũng được. Đấu qua đường này, bên này cũng được và bên này cũng được các bạn nhé. Cứ đỏ và đỏ, trắng và trắng, như vậy là dễ dàng kết nối nhất. Ở phiên bản này thì nó có chức năng auto, tức là khi chúng ta có bật chức năng auto lên, khi nguồn điện đã cắm vào rồi nhưng không có tín hiệu thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt nguồn, nó bảo vệ, nó tiết kiệm điện cho chúng ta. Và khi có tín hiệu vào rồi thì nó tự động sẽ bật nguồn lên cho chúng ta.
Khi bật nguồn thì đèn nó sẽ màu đỏ, còn khi không bật nguồn thì đèn nó sẽ màu xanh các bác nhá. Rất là hiện đại như vậy. Đó. Và tương tự như vậy thì tương tự như các loa trầm khác thì sẽ có một cái nút đảo pha. Nút đảo pha này sẽ giúp là đồng bộ cái tiếng bass của cái loa trầm với cái loa chính của chúng ta, nó sẽ cộng hưởng nhau và nó sẽ hay hơn. Nếu như chúng ta bật loa trầm lên và tiếng bass nó lại yếu đi, chúng ta chỉ cần đảo pha của cái công tắc đảo pha này là được. Đây các bác và anh em phải đeo tai phone và chúng ta cảm nhận được bass đánh rất sâu, uy lực mạnh mẽ. Mặc dù chúng em đánh ở ngoài trời nhưng đánh rất mạnh mẽ. Đây em đang tắt loa trầm như này. Đó. Khi tăng lên nó đánh rất mạnh mẽ, uy lực. Và tương tự như vậy, đây cũng là một nút cắt tần số. Chúng ta thích tiếng bass rắn chắc thì chúng ta nâng này lên. Khi chúng ta thích tiếng bass mềm sâu thì chúng ta giảm cái này xuống. Đây chính là nút cắt tần số và đây là nút tăng giảm âm lượng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn đây chính là cái đường đưa tín hiệu vào qua cổng hai level input. Có nghĩa là chúng ta có thể lấy tín hiệu từ âm ly, từ cục đẩy hoặc là từ loa của chúng ta qua cái dây loa đấy, một dây đen một dây đỏ chúng ta có thể đấu vào đây. Tuy nhiên chỉ cần đấu một dây thôi là chúng ta loa đã kêu hoạt động bình thường các bác nhé. Rồi. Và với giá thành thì em đã thông báo cho các bác anh em là giá thì lên quanh khoảng 4 triệu đồng. Một giá rất là yêu thương, bảo hành cho các bác anh em trong vòng 1 năm, lỗi đầu sản phẩm chúng em sẽ đổi mới. Phiên bản này thì xuất cho thị trường Đông Nam Á, nó sẽ chạy điện 220V và các bác anh em yên tâm cắm điện mà nó chơi luôn, không cần phải qua các thiết bị đời nguồn nữa. Một thiết kế rất là đẹp, chất âm hay, giá thành rất là phải chăng nữa. Rất là cảm ơn các bác anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Hoàng Long chúng em trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác anh em ở những video clip tiếp theo ạ.